Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, tức là ngày 8 tháng 5 năm 2022, theo truyền thống chính thức bước vào tuần lễ Phật Đản. Hôm nay thì tại Điện Tam Thế Chùa Bái Đính tổ chức lễ tắm Phật và diễu hành xe đạp ở phía trước Hồ Đàm Thị để kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Đản Sinh. Nghi lễ chính thức của Đại lễ Phật Đản thì được diễn ra vào ngày 14 tháng 4 âm lịch tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính. Năm nay, do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và cuộc sống cũng trở lại bình thường mới, thế cho nên hôm nay thì chùa tổ chức cái chương trình diễu hành xe đạp, chúng ta sẽ đi xung quanh Hồ Đàm Thị ở trước cửa phía chùa Bái Đính. Và tham gia buổi diễu hành xe đạp hôm nay, ngoài chùa Bái Đính thì còn có các quý vị thuộc câu lạc bộ xe đạp của thành phố Ninh Bình cũng cùng tham dự. Trước khi tiến hành diễu hành xe đạp, tất cả chúng ta cùng hướng về Phật, cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa, cho thế giới hòa bình, cho nhân dân được an lạc, dịch bệnh được tiêu trừ. Và cầu nguyện cho tất cả chúng ta cũng như người thân luôn được mạnh khỏe, bình an, mọi sự được cát tường như ý. Giờ này quý vị chúng ta hãy cùng chắp tay trang nghiêm hướng về Phật để cùng Thầy làm lễ dâng hương và tắm Phật. Nguyện đem lòng thành kính phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xá bể khổ nguồn mê trong, quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan thán, ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tinh thường vắng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thượng ở khắp mười phương.
dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Con nay tắm gội Đức Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, ngũ trược chúng sinh đều rửa sạch, không còn sinh tử ở trần ai. Con nay tắm gội Đức Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, ngũ trược chúng sinh đều rửa sạch, không còn sinh tử ở trần ai. Con nay tắm gội Đức Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, ngũ trược chúng sinh đều rửa sạch, không còn sinh tử ở trần ai. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni Sa Bà Ha, Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni Sa Bà Ha, Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni Sa Bà Ha. Đấng Thế Tôn đặng sanh, hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thần Ca Tỳ La về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan ngon tin vui, tất đạt đa thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong. Chúng con cuối xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin quy kết. Hương thơm mười phương.
si sáng soi đạo vàng nằm nam mô bổn sư chúng con xin lạy ngài. Đạo vàng hương từ bi đem đến cho mọi người xóa tan đi ưu phiền sống vui trong một hòa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới mong trả lại. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư chúng con xin quy kiến. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư chúng con xin quy kiến. Chưa từng có. Thật vậy, hôm đó ánh bình minh vừa ló dạng, hoa ưu đàm tỏa sáng, Lâm Tỳ Ni thị hiện đấng siêu nhân.
mặt trời xuất hiện phương đông, hồng hào quang ánh như mặt người vừa đản sinh, như mặt người vừa đản sinh. Mặt trời xuất hiện, hồng hào quang ánh như mặt người vừa đản sinh, như mặt người